CEO, chào mừng các bạn đã đến với uh, podcast 01 Gray Breaking Game của Huy Đô. Tại vì ở phòng Huy Đô thì uh, đây là cái podcast đầu tiên của tụi mình. Mục đích uh, hôm nay thì coi như là mình để uh, test máy, test phần mềm, test micro, tất cả mọi thứ, uh, yeah và Tụi mình trong cái podcast lần này tụi mình sẽ nói chuyện về gym, cuộc sống, sức khỏe này nọ. Và tụi mình sẽ làm theo cái format là trả lời câu hỏi Q&A. Cái platform tụi mình lựa chọn là TikTok bởi vì những cái người xem và những follower những cái anh những anh những người anh những người em ở trên TikTok có vẻ thân thiện hơn rất là nhiều và thích học hỏi, thích tìm tòi. Cho nên là đặt nhiều câu hỏi có giá trị hơn là những người xem ở bên Facebook. Những người xem ở bên Facebook có vẻ là hơi toxic một xíu. Và thường là bảo nói này nói kia. Mà không hiểu sao tụi mình lại có nhiều anti fan trên Facebook như vậy. Không ngờ luôn. Không ngờ là có nhiều anti fan trên Facebook. Trời má. Đang ở bên TikTok rất là rất là làm việc rất là vui vẻ hăng ờ. hái luôn. Xong rồi cái qua Facebook không mà anti fan quá trời Chui luôn. But it's okay. it's okay. It's okay. It's okay. You know. Yeah đang ở bên tiktok uh, làm uh, si bum với david lee của việt nam đúng rồi, đúng rồi. đang làm top chi việt nam mà xong đó. tự nhiên qua facebook hành, uh, thành ba đầm chi thành ba đầm chi luôn làm như chi luôn thành sigma lỏ xích mà dơ xích xích ma dơ xích bẩn thằng kia vô comment uh, mấy thằng này cái uh, gì xích ma bẩn uh, mới Họ. về việt nam mấy thằng này uh, mấy thằng bắt con mấy thằng bắt con đi tập bạ mấy thằng bắt con mấy thằng bắt con thôi bỏ qua mấy anh hay đều bên đi bây giờ mình quay lại với những người yêu thương chúng mình nhé uh, ok bắt đầu câu hỏi luôn nhé hả uh, quay lại với những người yêu thương chúng mình câu hỏi đầu tiên chiều cao cộng cân nặng của chú thòn và anh huy là bao nhiêu bây giờ cho em hỏi anh huy đâu trước đi okay. thì chiều cao và cân nặng của anh là bao nhiêu một câu hỏi quá nhạy cảm và quá, nhiều quá người hay hỏi và câu hỏi quá nhiều người hay hỏi và câu hỏi mình không muốn trả lời nhưng mình vẫn phải trả lời ừ. Uh. Trả lời là để cho mấy bạn coi cân nặng và chiều cao và nhìn vào cái body của anh Huy Đồ để làm động lực cho bản thân. Uh, nhưng mà ok. Um, cân nặng của mình là 59 60 kg. Sau um, cỡ mình vừa mới lên ký được, mình vừa mới lên được cỡ mình vừa vừa, vừa mới tăng được 5 cân. Trong vòng 6 tháng nó cũng không quá nhiều nhưng mà nó you know. It's, it's the work I put in. Uh, chiều cao của mình thì có thể bạn có thể mấy mình có thể là mấy bạn có thể nói là mình một mét tám hoặc mét bảy cũng được cái nào cũng ok một mét <laughs> à, có thể nói là mình một mét tám hoặc là một bảy mốt cái nào của mình cũng ok hết nhưng mà nếu mà bạn muốn nói một mét tám thì mình sẽ ok hơn mình sẽ hài lòng hơn và chiều cao cân nặng của mình là như vậy pr của mình để mình nói về pr của mình nha để mấy bạn kiểu như ok tháng này nó lùng quá nhưng mà có pr nó bác mình up pr của mình Bench uh, ben press mình bench uh, ben uh, không cái gì tốt nhất để khúc cuối đúng không? <laughs> đến clip mình mình đến clip ba trăm ba trăm pound ba pound không quá nhiều chân mình chỉ cần lép chỉ đó như đó thôi uh, squat hai trăm năm pound bench press yes sir <laughs> <laughs> Bench press yes sir mình bench 220 trăm hai pound bench press hai trăm pound tuần tới là mình sẽ hit 225 và nếu có mình sẽ có video để đăng lên làm bằng chứng cho mấy bạn ok Bây giờ là chú Thuần Ok và chú Thuần uh, Chiều cao và cân nặng của chú Thuần là Chiều cao là 1m69 Khá là lụng Nhưng mà mình không Không có tự ti về cái đó Tại mình đồ Còn cân nặng là mình 65 trong dòng 65 cho tới 67kg Và đang trong quá trình uh, Trong quá trình khích xuống một tí Để cho lên video nó đẹp Để nói về PR thì mình nhớ là deadlift của mình là 350 350 pound. Squat của mình thì mình chưa có thử nhưng mà mình nghĩ có thể uh, cỡ 275 đi từ 250 trở lên. Ừ. 250 pound trở lên, mình nghĩ vậy. Ừ. Thì mình cũng uh, không có thích uh, PR nhiều. Dạo này mình không thích PR nhiều tại vì cuộc sống mình đang bắt đầu uh, đó khóc là, thét đơn giản là bodybuilder người ta không thích không thích PR người ta tập ừ. trung vào uh, Ừ, tại vì mình Tập đang ăn. đang muốn hướng tới cái chiều hướng là bodybuilder và người thi, người thi đấu võ thuật nhiều hơn là một powerlifter. PR bench press của mình trong cả trong cả cái quãng đời lifting của mình thì mình nhớ PR bench press của mình lớn nhất là 200 200 pound, 200 pound, 200 pound, 200 pound. lúc mình còn trong high school. Còn hiện tại bây giờ thì uh, cái vai của mình đang có số vấn đề gì đó mình không biết nữa rất là đau mỗi khi mình bench press cho nên là mình chỉ dừng lại ở mức 185 pound thôi. Ừ. Yeah yeah. Ok. Đến với câu hỏi thứ hai, chú Thòn cho cháu hỏi creatine có tác dụng phụ hay không ạ? À? Có tác dụng phụ hay có hại không ạ? À? à. Thì về creatine á theo như những gì mình tìm hiểu và mình biết được và mình tin là cũng có rất là nhiều người tìm hiểu và biết được là trong ngành fitness creatine nó là một thực phẩm chức năng được gọi là an toàn nhất bởi vì nó được nghiên cứu và tìm hiểu nhiều nhất về uh, tác dụng phụ uh, mình nói về cái lợi trước đi ha khi mà bạn uh, sử dụng creatine thì bạn sẽ tăng được sức mạnh chắc chắn là như vậy và cơ thể uh, cơ bắp của bạn nhìn nó sẽ rõ nét nó sẽ căng hơn tại vì mình nó nói sao ta giống như là nó tích thêm trọng lượng uh, tích thêm mass nước vô cơ bắp của bạn như vậy đó còn tác hại về mặt tinh thần thì nó bạn có thể uh, bị giảm sức mạnh hoặc là bạn trông nhỏ hơn sau khi mà bạn sử dụng crea, uh, sau khi bạn bỏ sử dụng creatine từ một tuần cho tới hai tuần hoặc là một tháng thì nó rất là dễ làm cho bạn bị uh, body dysmorphia giống như là body dysmorphia là bạn uh, to nhưng bạn cảm thấy bạn nhỏ vậy đó xong cái bạn uh, muốn tập cho bự hơn kiểu như vậy còn tác dụng về thân thể về sức khỏe da thịt nội tạng thì nó thường cái nó sẽ làm cho khi mà bạn đi khám bệnh về thận á, bác sĩ có thể đưa cho bạn những cái chẩn đoán chẳng hạn như là bạn bị uh, bạn bị sỏi thận hay gì đó thì có thể là lâu lâu nó sẽ bị sai lệch bởi vì bạn sử dụng creatine cho nên là nếu có thể khi mà bạn đi bệnh viện bạn khám về thận á thì bạn hãy nói cho vị bác sĩ là bạn là tập thể dục như vậy đó và bạn có sử dụng creatine thì các bạn sẽ không bị hoang mang và bác sĩ sẽ không bị hoang mang bác sĩ sẽ biết được làm sao để chuẩn đoán căn bệnh của bạn đúng hơn yeah. tại yeah. vì có vài loại sỏi thận nó không có nguy hiểm tới vậy nó có thể đi theo đường tiểu cho nên là nên uh, yeah. lúc nào cái gì nó cũng có tác dụng phụ hết nhưng mà nó quan trọng là nó có ảnh hưởng nó nhiều đến sức khỏe không thôi ừ. nhưng mà lúc nào cũng tốt nhất là để ý tới một tí ừ, để ý tới một tí tìm hiểu tìm hiểu ừ. một tí ok Uh, bro có thể nào chỉ tôi cách chinh phục cuốn hút những cô gái tài năng và có cả xinh đẹp theo mắt tôi được không? Nguy có ý kiến không anh Huy? Anh Huy thì uh, nếu mà anh Huy trả lời được câu hỏi này bây giờ anh Huy có bồ rồi nha. Nên anh anh Huy nhường câu hỏi lại lại cho chú Thòn. hiểu Thòn là để tìm được một cô gái tài năng và có cả xinh đẹp <laughs> theo mắt bạn thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là bạn hạ tiêu chuẩn của bạn xuống tại vì yeah, đơn giản là hạ tiêu chuẩn của bạn xuống thôi thì mọi việc nó sẽ thuận lợi dễ dàng hơn thì người ta cũng là con gái thôi bạn cũng là một thằng con trai thôi nó là tình yêu mà còn cách thứ hai vài bữa trước mình hỏi người yêu của mình về đúng cái câu hỏi của bạn luôn mình đưa câu hỏi của bạn cho người yêu của mình coi theo như mình thì cô gái bạn gái của mình là một cô gái tài năng và có cả xinh đẹp theo Đúng như gu và ánh mắt của mình Thì bạn gái của mình nói là Nếu như bạn muốn có một cô gái như vậy Thì bạn cũng phải tài năng và xinh trai chứ Đúng không? Cho nên là không phải là bạn đi học mấy cái pick up line Học cách cô gái Học uh, Học uh, học anh wingman học, học anh wingman Hay là học ai ai đó Mà các bạn nên phát triển bản thân Tại vì nồi nào úp vùng nấy một khi các bạn á, mà đã giá trị của bạn nó đã, đã cao bằng những cái cô gái như vậy á thì bạn mới bắt đầu nói về cái chuyện pick up line hay là gì đó. Phải tăng giá trị bản thân trước đã. Ok vậy nha. Đến với cơ hội tiếp theo của ngày hôm nay. Ashwagandha anh mua ở đâu vậy ạ? Loại nào trên thị trường? Ok, Ashwagandha tụi mình mua uh, không, Ashwagandha mình mua. Có tên là có tên là Aspoganda của hãng Uther U Theory thì cái loại này bạn có nó sẽ đi kèm với 150 viên cái viên mà cái viên thuốc á, cái viên thuốc xong có bột ở trong trọng á thì không có không có cho bạn coi được cái rất là sợ bị dính quảng cáo thì mình mua nó ở trong Costco Costco nó giống như là metro ở Việt Nam vậy nó giống như là một cái trung tâm gọi là gì trung tâm mua sắm hả siêu thị á nói chung là siêu thị á. Supermarket. Cấp mát. Cấp mát. Cấp mát Việt Nam. Cấp mát cái kiểu nhưng mà có thể là ở Việt Nam các bạn sẽ không kiếm được thì mình nghĩ các bạn có thể tìm mua được online á online hoặc là lâu lâu cũng có nhiều người sách tay bạn phải chịu khó tìm kiếm một xíu tại Aswagandha này nọ nó không phải là một trong những cái thực phẩm chức năng đã đang nổi ở Việt Nam hoặc là có thể các bạn sẽ đi tới những cái nơi bán thực phẩm chức năng của anh em tập gym fitness đó. có thể các bạn sẽ kiếm được ạ mình ở Việt Nam mình chưa bao giờ nghe nói cái vụ này hết. ừ. Xả, 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 dùng thuốc để xả stress thì chưa bao giờ nghe tới hết. nghe nó nghe nó chưa kích thích nghe nó khá là ảo nghe chưa kích thích nghe nó mai thúy sao ừ đúng rồi nhưng mà nó là thực phẩm chức năng nó an toàn nó ashwagandha nó là xâm ấn độ cho nên nhiều khi nếu mà bạn không kiếm được diễn uh, dạng thuốc thì bạn thử ra mấy chú bán thuốc bắc thử uh, có bán sâm ấn độ mấy bạn bảo uh, bạn uống như sừng tây giác nha ok uh, đến với câu hỏi tiếp theo anh ơi cho em xin một list nhạc để nghe khi tập đi anh Nói về cái list nhạc á Thì nó tùy vào tâm trạng của em lắm Nếu mà em vui á Thì em nghe nhạc rap rap Mỹ, rap Việt thì cũng được. Để tập để giữ cái nhịp độ tốt nhất á là nghe rap. Còn à, nếu mà bạn muốn tập hardcore á thì bạn nghe nhạc phong. Thì bạn lên mạng các bạn search lên YouTube á bạn search uh, phong playlist. Và nổi trội nhất là mấy cái bài phong của mấy anh uh, nghe hoặc là Brazilian á hoặc có thể nghe nhạc jazz, nhạc jazz. Nhạc jazz nhạc jazz cũng được, ừ. nghe nhạc jazz cũng được. Đó đó là những cái từ cụm từ khóa nha. Brazilian phong Russian Phong và và this G music. đúng rồi. G Y -G -G. À. đó các bạn cứ cứ bấm nghe một một hai bài đi rồi YouTube của bạn nó sẽ recommend cho bạn rất là nhiều bài khác đúng bạn rồi. nghe và 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 các bạn uh, tận hưởng các bạn tìm tôi thích thú hơn chứ. Ừ. Như giờ mình đưa cho các bạn làm gì? Đúng rồi. Tại vì gu âm nhạc của mọi người một khác nhau. Đúng rồi nghe thử rồi thích không chứ giống như mấy bạn gu âm nhạc mấy bạn kiểu như thích nghe nhạc phong nữa kiểu mà mình mình đưa nhạc khói nghe mà mấy bạn đâu nghe được <laughs> tại vì mình pr là mình nghe nhạc khói nên uh, nhạc khói hay là biết thật rồi đó mấy mẹ buồn buồn đó thấy không sao đâu tên khói sao đâu nên khói i love you okay. uh, anh đã đưa video đi uh, rất Đúng xa mà. em ban được 220 pound là giờ anh hết mày coi rồi Thì cái mood âm nhạc của mỗi người nó khác nhau lắm nha Tại vì Huy nó nghe những cái bài như cũ khối Hay là nghe nhạc Ziz Hay là nghe nhạc Gym Motivation Nghe nhạc Fun Xong rồi cái Tới cái lúc mà mình mở Mình mở cái gì Mongolian Throat Singing lên Để mình PR Trời mà nó sợ Nghe không được Nó nghe nó sợ Nghe không được Nghe gì đâu mà Nó sợ ừ. Ok yeah. Ok vậy thôi nhạc Việt Nam có nhạc nào hay để tập gym không nhỉ? Nhạc Việt Nam có nhạc nào hay tập gym không? Nhạc mà tôi nghe để tôi tập gym á thì là của Hotzer Click. Click là Black Car này nọ. Nhưng mà tao con chắc cũng phải là dân chơi. Ờ cái thân của... Mà nhạc của Oben cũng được cũng mà Hotzer Click. Ừ đúng rồi. Nhưng mà, nhưng mà mấy cái nhạc đó thì ok cũng, em được. cũng được mà cũng thử được mà. nghe mấy cái đó trước đi nghe okay mà. cho nó gắt gắt cho nó quen quen đi okay. hoặc là nghe mấy bài em như là em thích nhà. cái thế này là của mình mà <laughs> ok tại với câu hỏi uh, tiếp theo ngày hôm nay câu hỏi chú thò nghĩ sao về việc tập calisthenics cho cơ thể đô và gọn ạ huy trả lời em chú thòn đi chú thòn không có ý kiến nhiều về calisthenics cho lắm theo theo huy thì tôi thì tôi thì tôi cũng không biết theo mình á thì mình không biết quá nhiều về calisthenics mình không biết quá nhiều về calisthenics nhưng mà theo mình thấy những người tập calisthenics thường thường người ta sẽ không có quá đồ người ta sẽ kiểu như nhìn ta không có bự nếu bạn như như câu hỏi bạn đã nói đó, là bạn muốn cho cơ thể đồ và gọn á giống như thì, thì mình nghĩ là bạn nên body build hơn mình nên nghĩ bạn nên làm bodybuilder hơn đi tập gym hơn nếu mà bạn muốn có muốn có một cơ thể giống như là siêu bơm Um, David Lee, Alex Eubank, um, you know, mấy người giống như vậy á thì mình, bạn nên tập uh, bodybuilder hơn, là tập gym hơn. Tại ừ. vì uh, thường thường những người như vậy là người là những cái motivation, những cái inspiration để cho người ta đi tập gym. Mình chưa bao giờ thấy một người calisthenic nào á kiểu như mình ít trước khi mình chưa bao giờ thành như, ở bên Mỹ mình thấy đó, thì chưa có thấy một người calisthenic nào lên cởi đồ ra xong rồi làm như những người khác coi cái 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 body của người ta sao người ta muốn đi tập gym hết. Chỉ có những người bodybuilder, thường thường mình sẽ thấy những người the bodybuilder giống như những người giống như AC Bum những người giống ừ. như vậy đó làm cho mình muốn đi tập gym. No hate on calisthenics đâu. Kiểu như là mình thấy calisthenics rất là ngầu kiểu như muốn mua ừ. mấy mày kiểu. Yeah. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chọn cho cơ thể đô và gọn thì you know, bodybuilding is the shit. Yeah. Cái từ khóa ở đây nó là gọn. Các bạn bị uh, các bạn uh, bị uh, hiểu lầm rất là nhiều calisthenics á hay là gì nói chung là khi mà bạn nếu mà bạn tập calisthenics cơ địa của bạn nó to thì cơ của bạn nó sẽ độ sổ và nó to cơ địa của bạn nó gọn bạn có cơ bắp dài chẳng hạn như có nhiều người bicep cơ bicep của họ rất là ngắn có vài người bicep của họ rất là dài nhìn nó thôn nó khác nhau nó là vào cơ địa rất là nhiều và nó không phải là tập calisthenics hay là tập bodybuilder bạn hiểu không? Tại vì một bạn một bạn mà tập calisthenics tới đỉnh cao rồi á, nhiều mấy ông trong làng hoa quốc cao hay gì đó, đó mấy ông đó cũng đồ á chứ, đồ chứ. Nhưng đồ mà cơ đồ. địa, uh, mấy bạn có thấy cái anh mà chủ của giống như là anh chủ tọa của làng hoa quốc cao á, nhìn ảnh đồ vãi, nhìn ảnh đâu có anh nhìn ảnh đâu có thôn đâu. Cũng có nhiều người đó, ốm nhách giống như giống như, như, như tôi nè, mà tôi ốm nhách như vậy nè, mà ừ. tôi tập calisthenics là tôi không bao giờ bữa lên. Không, không đúng có rồi khó để mà bự thì yeah. khó để mà bự là yeah. và theo cái trải nghiệm theo cái mắt nhìn bạn bè và những người đã bước qua cuộc đời của mình thì mình thấy là những anh bạn tập luyện thể thao á, thì có thể sẽ có cái uh, cái uh... Chiều hướng. cái chiều hướng là cái cơ nó thon gọn hơn nó thôn hơn đó nhưng mà nếu như mà để nhìn vừa đẹp mà vừa thôn á thì bạn phải tập bodybuilder cộng với lại thể thao, thể thao à? ừ, oh. thể thao chẳng hạn như võ thuật hay là đá banh gì đó mấy bạn mấy bạn coi em may dạo này của việt nam có mấy cái anh gì mà uh, có mấy cái anh mà ở trong uh, đấu với của cho đi nguyễn á đi thi đấu á trong đội của cho đi nguyễn đi thi đấu á thì sẽ thấy cái body của ảnh nhìn không có kiểu như là bạn vỡ cục, cục 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 đâu nhìn nó không có đẹp nhưng mà nhìn nó rất là chiến rất là gọn và nếu bạn chỉ chơi thể thao thôi mà các bạn không tập bodybuilder á Thì cơ thể của bạn nó nhìn giống như là Châu Tinh Trì trong cái phim mấy cái phim Kung Fu á đó. đó Ok Thật sự Ok, ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo um, Anh làm về vấn đề tránh xa cho kích thích Mai Thúy đi anh Cho người nghiện nhìn nhận và có động lực trở về cuộc sống khỏe Em cảm ơn ạ hmm cái này thì mình khuyên mấy bạn lên coi lên vtv mà coi nhé vtv lâu lâu nó hay có mấy cái mà kiểu như uh, video của những uh, mấy phim uh, chuyện ngắn của những người um, đi uh, tìm lối sống rồi kiểu mấy người mà nghiện cái kiểu đó mấy bạn lên coi vtv nha chứ cái này thì theo mình là mình bỏ tay nó còn biết chú đoàn thì nó có kiểu như làm được không chứ cái này mình bỏ tay <laughs> mấy bạn mình lên mình làm video mình làm video về bản lĩnh đàn ông và yêu thương sức khỏe tập luyện các bạn coi mình như thánh sống vậy <laughs> coi coi mình như công an nha ok coi mình như công an vậy <laughs> muốn coi mấy cái này á muốn 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 coi về mấy cái này á thì bạn coi huấn hoa hồng Mình coi thầy thấy thầy tiếng biệt chứ bạn bạn hỏi mình thôi mình chịu chịu em mình cảm ơn bạn em cảm ơn ạ à. cảm ơn bạn đã trả lời đặt câu hỏi mình Mà... sẽ mình sẽ tự tìm hiểu cho bản thân OK, uh, mình có thắc mắc là thường anh em đi đi, mình có thắc mắc là thường anh em đi gym là lên bài trước ở nhà, trước ở nhà hay là có cách nào đa dạng hóa bài tập sẵn vậy? Đa dạng hóa là gì? Đa dạng hóa giống như là nãy tôi tu... đa dạng hóa đây. Là... Đa dạng hóa giống như là giống như là có một có nhiều có nhiều lựa chọn á. Có nhiều sự lựa chọn hả? Ừ. Có nhiều bài tập để mà tập á Ừ. Uh, mình Ở một góc nhìn Của Một beginner Point of view Perspective Thì Nên mình nghĩ á Mình không Mình không nên Mình nghĩ các bạn không nên Biết Quá nhiều bài Đúng không Vô trong đó, đó Tại vì mấy bạn Biết quá nhiều bài khác nhau á Thì mỗi bài nó sẽ có một công dụng khác nhau mà các bạn vô đó Xong mấy bạn hit Tập lâm tập lá Chứ nó cuối cùng nó không được gì hết Vô giọng Mới giống như là giống như tụi mình á, tụi mình trước khi đi tập á, tụi mình sẽ biết là tụi mình sẽ tập theo bài push pull leg, leg tập cái gì, leg tập hamstring, tập calves, tập tập glute, tập 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 đít kiểu gì đó. Còn đó thì sẽ tập trung vào, tụi mình sẽ tập trung vào những bài target những cái nhóm đó. kiểu như là mình tụi mình giống như là tụi mình tập được lâu rồi nên tụi mình biết khá là đa dạng nhiều bài thì mấy bạn tập lâu thì mấy bạn sẽ biết nhiều mà đa dạng hóa được các bài thôi nhưng mà lúc mà mình mới tập thằng chú thòn chỉ mình gì mình tập đó thôi và những bài chú thòn chỉ cũng rất là đơn giản rất là basic ừ. thì mình nghĩ các bạn nên biết những thứ basic trước những thứ basic nó rất là dễ làm nên và nó dễ nhớ kiểu như vậy nên biết nhiều quá trong một trong đó xong rồi hít tùm lum tùm la không được gì hết nên biết một hai bài giống như biết một hai bài biết một bài duy nhất hit bicep thôi á một bài bicep duy nhất thôi á thì vô cứ làm bài bicep đừng có kiểu như làm bài bài xếp ngắn dài xong đủ thứ nó qua các kiểu uhm. nó không vô cái gì hết uhm. bạn kiểu như bạn chỉ tập chung thôi bạn tập hai ba tháng hay bốn năm tháng thì bác, bạn sẽ biết được nhiều bài hơn và bạn sẽ bắt đầu hiểu hơn nhưng mà nếu mà bị thì nên, nên nên tập những bài basic thôi đừng có biết đa dạng hóa nhiều quá làm gì Tại uhm. thường thường thì mình thấy như vậy còn giống như là biết bài lên bài thì tụi mình tập tập push pull push pull thôi thì push lập gì pull tập gì leg tập gì mấy bạn có thể lên google coi uhm. hay là yeah, vậy thôi hay là bài bữa tôi cho cũng được để tôi làm video tôi cho cũng được ừ. đơn giản á, các bạn phải hiểu nếu mà các bạn muốn đa dạng hóa các bài tập cái việc bạn cần làm không phải là lên mạng bạn sạch bài tập mà bạn phải học về cơ bạn phải học về bicep là cái gì tại sao chữ bi ở trong tiếng anh á nó giống như là đôi nó là hai có nghĩa là bicep nó có hai cục cơ thí dụ như bạn muốn hít cục cơ ở trong đây thì bạn thì bạn uh, kéo tạ lên đây uh, kéo tạ lên đây còn bạn muốn hít cục cơ ở ngoài đây thì bạn kéo tạ ra ngoài bạn hiểu không một cái bài đó gọi là đa dạng hóa và tricep ví dụ tricep đi nếu nó có long head và lateral uh, cái gì lateral uh -huh. thì lateral á bạn muốn tập lateral thì bạn phải kéo 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 cái uh, cái cục đó là gì cái giống như dây á cái dây cái máy mà dây á uh -huh. bạn kéo nó ra ngoài thì nó là lateral còn bạn kéo bạn ép sát bạn kéo nó vô trong uh -huh. thì nó là lon hết chứ không phải là bài này phải tập đúng là nghiêng người tới xong rồi kéo ra thì mới đúng không bạn cái đó là bạn tập lateral thì tôi tập lon hết tôi đứng tôi kéo thẳng xuống đúng rồi. hai tay chậm lại nhau tại vì nếu mà bạn nếu mà mình thấy rất là nhiều người lên lên mạng đó, xong rồi coi là uh, bài gì tập bài gì để tăng cơ bắp mà cơ bắp tăng bicep xong rồi, xong rồi có một đống video chỉ bạn tập bicep mỗi video sẽ chỉ một cách khác nhau ừ. gì có mấy cái hít đất nó làm bị lộp xộn lắm coi một coi một cái thôi ừ. tập một cái giống như vậy nhớ mà. một cái xong từ 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 đó. tập là từ, từ dần dần trở lên đó. thì mình bắt đầu mình coi nhiều hơn và mình tham khảo xong rồi mình bắt đầu mình hiểu về cơ nhiều hơn rồi đúng rồi mình sẽ thay, thay, thay đổi đừng có đa dạng hóa làm gì bạn tập tới cái trình cái trình độ mà đủ để người ta đa dạng hóa ra những cái bài tập á Uh -huh. là cái trình độ người ta đã hiểu hết về từng cái cục cơ trên người người ta rồi đúng rồi à, đó là đúng cái rồi. motion giống như cái lưng dưới là cho cái hoạt động này thì mình tập cái bài nào mà nó có cái hoạt động này nó mới gọi là đa dạng hóa đó là hiểu rồi đó à. và những cái người mà bạn thấy ở trên mạng á chỉ những cái bài này bài kia bài này bài kia họ chỉ cho bạn thấy những cái thứ mà họ muốn bạn thấy thôi bạn hiểu không đa dạng hóa bài tập xong rồi cho bạn tập uh, gì sáu muối xong tự nhiên cái nhảy 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 cardio bắp bình bắp bình vậy đó Thời rằng người đừng nói thế để anh quay lưng bước đi đó là những cái người đó họ họ gom góp họ sưu tầm hoặc là họ nhiều khi họ nghĩ họ sáng tạo ra những cái bài những cái bài tập nó nó khác nhau nhìn nó đa dạng để họ làm ra những cái video mới mà bạn chưa thấy bao giờ để họ có được sự chú ý họ họ thu hút được cái sự tò mò tại vì bạn là beginner mà mình khuyên các bạn là hãy tập những bài cơ bản tìm hiểu thêm về cơ bắp rồi các bạn sẽ đa dạng hóa được bài tập của các bạn giống như cái cách mình đa dạng hóa cái bài tập xếp bình thường thành một cái bài có tên là katana khi mà bạn phải kéo hai sợi dây giống gì nè đó gọi là đa dạng hóa tại vì mình biết nó vào đâu mình biết nó vào cơ nào đó giống như là biết nhiều bài quá xong rồi không biết nó hết đi đâu đúng rồi nhiều khi biết nhưng, nhưng mà quên cảm giác là dễ quên ừ. tại vì nhiều nhiều loại cơ bắp lắm ừ. nên đơn giản thôi nha đơn giản đúng đúng rồi đừng có làm cho nó không là khi để làm ừ. gì ok đến với câu hỏi tiếp theo của ngày hôm nay có ngày rất muốn tập nhưng xong một set thì lại hết sức bãi bãi và không muốn tập nữa chú thọ với anh huy có chia sẻ gì về việc này hoặc đã bị như vậy chưa anh huy chia sẻ trước đi anh huy thì anh huy chưa rất là ít khi bị ởi uh, oải hay là cảm thấy mệt tại vì anh huy uống rất là nhiều phì quá cao thì anh uh, với lại cũng huy tôi thì mình thì mình rất là nghe nhạc mình nghe nhạc rất là nhiều và kiểu như một khi mình tại vì nó kiểu như là tập chim với một cái đam mê một cái điều đó làm cho mình rất là vui mình tới phòng chim thì mình cảm thấy mình, cảm thấy, mình cảm thấy gặp bạn bè cái kiểu người kia thôi mình thấy gái cứu rồi nhìn thấy nó vui có động lực tập thì mình rất là ít khi bị ủi oải và kiểu như mình bị đem mình mình thường bị body dysmorphia nên lúc nào mình cảm thấy mình nhỏ, lúc nào mình cũng có cũng có motivation để mình tập để mình muốn bự hơn nên uh, cái chuyện nó không xảy ra với mình. Nó cũng có xảy ra một một vài hôm nếu như khi là, là mình nếu như là mình làm rất là mệt, mình đi làm rất là mệt, hay là đi học bài làm gì về rất là mệt, là kiểu như giống như là không có sức để tập nữa thì có, nó xảy ra nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều đối với cái uh, cái cuộc sống của mình. Ừ. Dạ. Yeah. Còn uh, về chú thon thì uh, mình đang trong cái tình trạng nó lâu lâu mình trong cái lúc tập mình nó bị uể uh, oải không muốn tập không phải không muốn tập mình bị không có sức tập mình bị uể oải thì thứ nhất là mình đang go na đi mình đang muốn tự nhiên cho nên là mình đang không sử dụng mình đang bỏ creatine và bỏ pre workout để mình muốn thử coi coi cái nó cũng là một cái phần trải nghiệm để coi coi cái body của mình nó sẽ diễn ra như thế nào để sau này mình có thêm kiến thức để mình làm video cho các bạn coi về cái sự khác nhau giữa có và không có creatine hay là pre-workout thì nó sẽ như thế nào uh, cái thứ hai là dạo gần đây mình đang khất mình đang khất thì nó ảnh hưởng cũng ít nhiều tới cái sức mạnh của mình và mình đang bị lắc về mặt tinh thần tại vì ngày trước mình đi vào phòng gym thì trước khi mà mình cái lúc mà mình còn trong high school á thì mình đang dự định mình muốn đi Air Force của Mỹ. Cho nên là mục tiêu của mình đang muốn là kiểu làm một cái thằng mạnh nhất ở trong Air Force gì đó. Cho nên mình tập rất là hăng hái. Còn bây giờ thì mục đích mình đến phòng gym uh, chính hay phụ gì thì mình cũng không rõ nhưng mà nó là để làm content, làm nhiều content mới, uh, nhiều video tiếp thêm động lực cho mọi người. Thì một cái người mà luôn luôn sản xuất ra cái động lực á truyền ra cái động lực truyền lửa thì thường sẽ gặp phải cái tình trạng là không có động lực mình không có động lực để mình được uh, hấp thụ động lực của mình dòng dòng thì chỉ là mấy anh em cảm ơn mình rồi có huy đô với bạn gái, mình động viên mình này nọ đi tập cho nên là dạo này cũng hơi lắc một xíu nhưng mà mình đang trên con đường trở lại ok tới với câu hỏi tiếp theo Vâng có thể làm video hướng dẫn đến clip đúng cách không? Tôi thấy clip là một bài tập tốt. Vâng, share cho anh em biết với. Clip <laughs> thì nó cũng là một bài tập tốt nếu như bạn tập đúng thì đúng rồi. Nhưng mà nó chỉ Thôi à, nói chung là ok. Ừ, nếu okay. nào làm video cho anh nha. Kiếm okay. video là video không làm video clip đâu. Bị <laughs> chửi hoài. à cái trưởng chứ. Chứ huy đô toàn là huy đô mà deadlift là huy đô toàn PR không à. Mà mấy ông vô, mấy ông mấy mấy ông PR thử rồi mấy ông đúng form được không? Tôi PR tôi không đúng form được mà. Trời ơi, mấy lên bạn... coi mấy... Tôi nói thiệt luôn á, mấy ông dữ quá. Mấy ông dữ quá. Ông nào ông nào muốn đi tập muốn chứng minh cho tôi là kiểu mấy ông PR được đúng form á, đợi tới lúc tôi về Việt Nam nha, tôi đăng clip lên. Xong rồi tôi đi tập với mấy ông luôn. Tập cho đúng form nha, không đúng form tôi quấn đòn. Ở well, đó. nha, yeah. <laughs> Nên uh, không biết được gì, không biết gì để nói hết. Yeah. Bị chấn thương dây chặn á thì nên tập bài chân nào vậy chú Thọn Bị chấn thương dây chằng sao tập chân? Khủng. Khủng chân giữa hay gì? <laughs> chấn thương dây chặn mà mày tập chân. Chân là chân gì? Tập chân giữa hay gì? <laughs> ok ở nhà thì mình cái nha mấy bạn Đúng mà bị uh, bị dây chặn thì không không có tập được gì ừ. nha ở nhà thôi chứ kiểu ví dụ ở hề. nhà lấy ghế ra ngồi cơ cơ mấy cái hoặc là à. kiểu đúng không nhà có bàn bên press bên press có người hỗ trợ thì tập luyện như đức chân nuôi dây chằng này ở nhà đi chứ đừng tập chân nữa không làm gì hết trơn á chân nuôi dây chằng tập chân lâu Điên lâu lâu rồi. Stress thôi stretch, uh. stretch này nó nhẹ thôi nha tập à. vô tập nhẹ nhẹ thôi nhưng mấy bạn à. mày điên à. rồi ok last but not least last but not least top 10 sự thật về chú thòn tập 10 sự thật về chú thòn. ok à, để trả lời được cái câu top 10 sự thật để trả lời được top 10 sự thật về chú thòn thì mình sẽ brainstorm lại những cái câu hỏi mà mọi người dành ra cho mình nhiều nhất thì tên thật của chú thòn tên thật uh, tiếng việt uh, tên tên tiếng việt tên việt nam của mình là nguyễn nhất sinh và tên Mỹ của mình họ nội họ Mỹ là Valentine thì mình tự lấy một cái tên cho mình là Lenet gặp lại là Lenet Valentine. Lenet Valentine thì các bạn nào có follow Instagram của mình thì sẽ thấy được. Thấy được cái tên mình để là Lenet Valentine. Lenet đó là chữ Daniel viết ngược lại. Tại à, mình không thích giống ai hết nên, nên mình làm vậy. À, và nickname của mình là chú thọn tại vì chị hai mình có cho mình một cái nón khá là bà tạo với lại nhỏ, hồi nhỏ mình cũng sống trong uh, gần khu Hà Tôn Quyền á Sống với người Hoa khá là nhiều Nên là mình uh, thích lấy một cái tên nghe nó hoa hoa một xíu uh -huh. uh, tập 2 Mình Hai cái Tư Mình uh, 18 tuổi, đang chuẩn bị sang uh, tuổi 19 Và có thể nói là thành viên nhỏ nhất trong Bunny Gang <laughs> okay. Thành viên uh, nhỏ bé nhất trong Bunny Gang Nhỏ về tuổi thôi yeah. Đặt tên cái thứ ba, lý do tại sao gọi là chú thọn. Tại vì mình lớn lên sống với mẹ là nhiều. Ít khi mà ba dạy mình, kiểu ba mình dạy mình nhiều. Mình có ba dưỡng và ba ruột, thì ít khi ba dạy mình nhiều. Cho nên là mình tự học, mình tự học hỏi những cái thứ mà mình biết được hoặc là học từ mẹ của mình. Cho nên là mình cảm thấy có một cái phiên bản nó nó có thể là nó trưởng thành hơn để nó giúp đỡ cái thằng nhóc đó luôn học hỏi và mình đặt tên cho cái phiên bản đó trưởng thành hơn đó là chú thọn và có thể là hy vọng chú thọn sẽ giúp đỡ được nhiều các bạn trẻ hai k 4 trở xuống và, và, uh, và, và, và chia sẻ và Chia sẻ với uh, hoặc truyền độc lập Tới những người lớn hơn hai, tuổi 2k4 ừ. Tới mấy à? à Cô thứ 3 rồi Chú thần người gì Thứ 4 mà Thứ 4 là Thứ 4 à? ừ. là... là gì ta gì? Người gì? Oh, Thứ 4 chú thần like Việt Nam uh, Việt Nam và Scottish uh, Scotland đó, đó. Thì uh, Mình like 75% người Việt Nam và chắc 25% Scottish từ bên nhà nội do là 75% Việt Nam cho nên là tóc mình cũng đen mắt mình cũng đen da mình ngâm cho nên bạn thường hay hiểu lầm mình là Ấn Độ hay là Iran Iraq hay là Mexico gì đó nhưng mà không phải mình lại Việt và Scottish cái thứ 6 đúng không? Ừ. Ừ. không thứ năm 5. thứ năm 5 mà okay, cái thứ năm mình là một người rất là thẳng tính mình nghĩ gì mình nói đó mình không thích những người nói né nói tránh móc méo và mình cũng vậy mình không có nói, nói, mấy bạn mấy bạn xấu mình sẽ nói mấy bạn xấu mấy bạn mập mấy bạn mình sẽ nói mấy bạn mập và mình tin là cái sự thẳng thắn đó nó sẽ lượt bớt đi những cái con người bê tạ trong cuộc sống của mình xuất hiện trong cuộc sống của mình và có thể trong một khía cạnh nào đó giúp những cái con người bê tạ đó phát triển hơn tại vì mình không chỉ nói bạn xấu không mình sẽ giúp đỡ bạn phát triển những cái mặt khác nếu như bạn là bạn của mình mình không chỉ nói bạn mập không mình sẽ giúp đỡ bạn phát triển không không còn mập nữa body đẹp hơn hoặc là có lối sống heo thị hơn kiểu giống vậy mình một... là một người khá là thẳng tính có một câu nói là rất là hay cho những người mà sống thẳng tính con thỏ chị nhìn hướng ừ. nếu mà bạn sống trong một môi trường á mà mọi người lúc nào người ta cũng thẳng thắn với bạn hết người ta cũng kiểu như là ok uh, mày xấu là mày xấu mày đẹp là mày đẹp nó sẽ khác với cái môi trường mà bạn sống bạn sống từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có người tới thì lúc nào cũng có người khen bạn làm cho bạn làm cho bạn cảm thấy thoải mái làm cho bạn cảm thấy vui lúc nào cũng tân bóc bạn kiểu như đó. ừ. khi mà bạn lớn lên đó, thì những người mà sống trong một môi trường được tân bóc như vậy á người ta sẽ bị uh, không biết người ta là ai và những người á mà bị kiểu như bị chọc bị nói thẳng thắn á người ta ừ. sẽ biết người ta là ai và người ta sẽ kiểu như phát triển bản thân người ta tốt hơn còn những người mà kiểu như tân bóc có lúc nào cũng nghĩ là mình đẹp ừ nhưng mà thật sự nè ừ. vậy thôi đừng có nói về cái việc gọi là bệnh xấu bệnh mập ờ uh xong mà nghe người ta khen bạn nói tự tin đừng lo kệ tụi nó be yourself be yourself là sao be yourself là bạn cứ chấp nhận mà ở mãi trong cái phiên bản đó của bạn hay sao là bạn nghèo bạn tiếp tục nghèo hả à? bạn mập tiếp tục mập hả à? bạn xấu tiếp tục xấu hả à? và từ từ rồi những cái người mà khen bạn định bờ bạn họ có còn hang ao với bạn hay không bạn phải phát triển và move on và gặp những cái con người mới những cái con người tốt hơn và cho cuộc sống của bạn tốt hơn sau này con cái của bạn sẽ tốt hơn nữa ừ. cho nên là mình mình là một người rất là thẳng tính thứ quan trọng nhất với mình là tình yêu sau đó sức khỏe sau đó tiền bạc mình thẳng như vậy mình không quan trọng mấy bạn là gì bạn xấu hay bạn mập thì tôi vẫn yêu thương với bạn thôi trừ khi ừ. mấy bạn mất dạy trừ khi mấy bạn chửi tụi mình là thằng thằng oát con ok Ờ... Uh câu hỏi Ê. cái thứ ba thứ sáu cái thứ sáu cái thứ, thứ sáu. sáu là gì ta uh... qua mỹ bao lâu rồi hả qua mỹ bao lâu rồi oh qua mỹ bao lâu rồi cái mình qua mỹ được ba ba năm rưỡi ba năm rưỡi và trong cái quá trình qua đây mình mình gặp được huy này nọ và mình cũng uh... xây dựng được một cái uh thói quen nói tiếng anh nhất định cho nên các bạn lâu lâu thường hay thấy mình nói tiếng anh trên video và tiếng anh của mình chỉ là tiếng anh bội thôi chứ mình không có học chuyên sâu về grammar hay là mình tập trung quá về ngữ pháp cái kiểu giống vậy đó cái thứ bảy cái thứ bảy là gì ta ờ, dự định tương lai của mình mình có làm podcast hay không có mình rất là thích làm podcast cho nên mình hôm nay mình với Huy đang thử máy nè và sau này mình cũng có dự định mở rộng về nhiều mảng content hơn như là podcast mình uh, có dự định về Việt Nam để kết hợp collab cùng nhiều những người anh em làm về chủ đề motivation như là anh anh đại anh cầm phát anh cầm phát anh cầm phát, anh cầm phát non ghi phật phát yeah ok câu trả lời câu hỏi thứ hey. tám sự đặt thứ, thứ 8, 8 sự thật, à, sự thật thứ 8 là những cái nguồn kiến thức, những cái thứ mà mình học hỏi được nó đến từ đâu, nó đến từ những content creator, có thể nói là những content creator mình coi về về kiến thức, về tư duy mình coi của anh cấp phát anh đại và về sách này nọ review thì mình coi của anh đại về về tiền tệ hay là kinh doanh á mình coi của một cái anh tên là Huy Đạo hay sao á không phải Huy Đô nha anh Huy Đạo <laughs> thì nói chung là ảnh làm về video cũng khá là hay rồi về những cái uh, kiến thức rộng hơn ngoài sách vở thì mình coi của anh Dưa Leo <laughs> ừ. còn lại thì những cái sách giống như là can hurt me uh, gì the book of five rings của cái gì tên là gì ta ông Musashi hay sao á ông Samurai ấy. đó này nọ với lại kinh thánh đi học mấy lớp uh, giáo lý này nọ trước khi mà mình vào đạo đó là những cái kiến thức và mình rút ra được số 9 9 ừ. là gì ta mình có người yêu rồi nha mình có người yêu rồi cho nên là mấy bạn uh, vô uh, nói gì nói Không bé ơi, anh có vợ rồi Không bé ơi, anh có vợ rồi <laughs> Anh có vợ rồi <laughs> à, Và những cái bạn admin ở bên uh, tiktok Bạn uh, admin ở bên tiktok là bạn Vũ Còn bạn uh, admin bên facebook á, là bạn Mạnh uh -huh. Thì khi mà hai cái bạn đó trả lời với cái account là Grabinigan á Thì không phải là mình Cho nên các bạn thường xuyên thấy mình xuất hiện với cái ạc chính của mình để mình giải thích hay là mình nói chuyện với giao lưu với các bạn ờ... cho nên là đừng có thấy tầm bậy tầm bạ xong đi mét người yêu tôi nha ờ, chết tôi á à. ok số 10 số mười 10. số mười ly ta có câu hỏi gì không có câu hỏi gì hay không ta nhiều quá nhỉ ừ. Cái mời là chị, chị, chị. Bao nhiêu hey. Lớp 10 Cho, Trong tương lai chú Hồng nghĩ ra quay bên Yen sẽ đi đến đâu và như thế nào Thành tập nhà nào shit. Chú Hồng có một cái vision nào đó cho quay quay bên Yen Chú Thuận có một cái vision cho Grabbing Gang Đó chính là Gray Binny sẽ phát triển từ từ về mảng content và sau này tại vì mình rất là thích uh, lắp ráp những cái thứ này thứ kia lại với nhau cho nên là nó đã ra được uh, một trong những cái sản phẩm merch vừa rồi mình có một cái dự định là sẽ làm ra được nhiều uh, nhiều cái uh, quần áo chất lượng hơn nữa nhiều cái quần áo chất lượng và đẹp nhìn nó ngầu hơn nữa theo cái style gọi là essential kiểu cơ bản nhìn nó clean nhìn nó đẹp và nội dung thì nó cũng xoay quanh cái cái câu code của của Gravity Gang thôi con thỏ chạy nhanh hơn con cáo bởi vì con thỏ nó chạy cho mạng sống còn con cáo chỉ chạy cho bữa ăn thôi và sắp kiểu mình muốn collab với thật là nhiều người để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và sau này mình muốn có một bộ phim Gravity Gang có thể là phần một phần 2 thôi mà... khá là thích thú khá là thích thú về cái việc collab với lại một cái anh diễn viên thần tượng của tụi mình à, của 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 bản thân mình không phải là thần tượng nữa nhưng mà chỉ là đơn giản là anh rất là giống mình và mình nghĩ về một cái bì sộ mà có hai thằng anh em nhìn giống với nhau nó sẽ làm ra một bộ phim rất là hay đó là cái, cái anh gì mà đóng cái phim trong cái phim ông nội á Sống chùa anh gia nguyễn á đó xong rồi trong tương lai mình muốn maybe end up có một cái phòng gym một cái phòng gym ở việt nam của hỗ trợ cho huy làm một cái phòng gym ở việt nam Yeah, mong là các bạn sẽ ủng hộ Yeah, nó chỉ là vậy thôi uh -huh. Rất là nhiều tụi mình có rất là nhiều dự định cho tương lai Cho Webinary Gang và nó sẽ là một cái gì đó Nếu mà mình thành công Đi mình, đúng On the right track Mình hy vọng là It's vậy. gonna be something It's gonna be something Nó Mục tiêu của Crabbity Gang Là giúp cho các bạn phát triển Kinh nghiệm Kiến thức Này nọ Tư duy Và sau này Hy vọng là những cái bạn Đang xem Đây Sẽ Maybe một ngày nào đó Bạn vào một Cái đội sản xuất Của Crabbity Gang Và bạn bắt đầu có thể Có thương hiệu cá nhân Và bạn bắt đầu Kiếm được tiền mm -hmm. Thì sao Yeah Mình đâu có biết được Đúng mm -hmm. không cho nên là bạn Hẹn bạn một ngày không xa Có See thể là chúng ta sẽ top. Có thể là chúng ta sẽ làm việc với nhau Và See you giàu lên cùng top. nhau mm. See you at the top okay. Sir. Wrap up Wrap up thì uh... Thôi. Say bye đó. Cảm ơn bạn Cảm ơn các bạn đã xem uh, Cái podcast đầu tiên này của tụi mình Mình biết là nó không có ăn nói lưu lát lắm và có thể là nó sẽ bị cái gì cái này cái kia uh -huh. nếu mà các bạn uh, theo dõi cho tụi mình một like rồi một, uh, một subscribe hay là một view rồi á thì tụi mình cảm ơn rất là nhiều nhiều khi uh, vào đây chỉ để ngắm uh, hai đẹp trai thôi. Dạ. Yeah. Uh, còn mình xin phép uh, wrap up lại lần này nếu các bạn thích cái gì nói cho tụi mình biết không thích cái gì nói cho tụi mình biết để tụi mình thay đổi tụi mình sửa đổi còn các bạn toxic thì các bạn chờ được chú Thon sắp về Việt Nam rồi đó. Đi cùng với ơi ơi. <laughs> Ok. Và mình là video. Mình là chú Thon. Đến từ Grey Gang. Xin chào và hẹn gặp lại.